Yo yo, what's up anh em? Và chào mừng anh quay trở lại với channel của chị Jet. Con này là ai cũng phải dùng nhỉ? Và nếu mà có thể thì mình sẽ lấy thêm con Butterfly nếu mà được. Tạm đấy nhá. Không, mình sẽ lấy con Helen với con Vio. Bán đi cái nhỉ. Anh em chờ mình tí nhé. 8 vàng thì giữ Butter. Mình bán Butter. Đổi cho Sephira. Trợ thủ luôn này, 4 trợ thủ luôn này. Mấy con này phải đứng cạnh đây đúng không? Ok, trông hơi kỳ tí nhưng mà đành thế thôi. Má con rồng này thổi đẹp thế. Ai ôi, chôn chôn Việt Nam nữa. Ok, mất xứ nó cái kia rồi. Mất xứ nó cái trợ thủ của con má nó. Hồi máu. Ê, trời ơi, cái team vô dụng này. Ghét ghê, ghét ghê. Ơi, giời giờ nhé, cho anh bán cái này đi, mất trợ thủ à? Đành vậy rồi. Mà rốt thế, đúng lúc ở đây nó chôn thì em và bạn này còn chơi cả bán Doom nữa. Thôi, để tích tiền nữa. Này đi. Một trợ thủ. Muốn trợ thủ ngon. Công lên vàng sớm thì các thứ. Thua một trận nữa cũng được nhé. Thua trận nữa mình vẫn đủ vàng hay sao? Một rát một đấm nữa. Chết được kéo thắng à? Thắng cũng được, thắng không sao đâu. Thôi thua đi cho nó có chuỗi. Nó xong mình để 30 vàng này thôi, chiêu chiêu. Thôi được. Thua thì thôi. Có đồ này đánh hắc ám. Ừ. Thì có Sephira sớm rồi mình đánh trợ thủ hắc ám thôi. Khá cơ bản. Kiếm thêm ngọc đại nữa. Chơi nắc. Thế là đồ này mình thích đánh bán thần hơn. Cân nhắc để nếu mà đánh được bán thần thì đánh. Suy nghĩ anh em ơi, xem bao nhiêu con voi ấy. Em thì lại còn nhiều voi mình chơi cũng được. Rát đấm xấu lắm. Sephira cho giết được một bạn. Hai bạn lại càng tốt nhé. Chúng trong một bạn này. 75 máu, mình chấp nhận được. Chấp nhận được. Con này, một con này, một con này. Bạn này đẹp thế mà thua này. 40 vàng, hai con teo, một con Chrissy. Đẹp điên. Cái gì bây giờ ấy? Này à, thời này thôi giữ con rác một ba lốc à. Ba lốc này khá là một sự lựa chọn tạm tạm được ra, nên đứng gần xích lại gần nhau hơn nhỉ. Ba lốc này bao nhiêu? Ba lốc phải đứng dưới một chút đi, con này từng tanh ở trên đầu đi. Trông hơi kỳ, chấp nhận được. Chứ bây giờ biết xếp thế quái nào bây giờ. Xếp này chứ xếp thế nào nữa. Xếp cục 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 như vậy thôi.
gặp mấy con đi kiểu con rồng nó thổi nó phát chết hết thôi. Mà nó nhảy được một phát này. Quá tươi, nó hồi máu cho nữa. Mà nó còn liềm nhá, à còn còn trợ thủ nhá, không chết luôn được đâu. Thôi thôi chết. Các chế nốt này, chế nốt hay le này được ngon. Hồi máu này, ok, thế thôi. Thua, bây giờ tầm này thua được. Học đại pháp sư, truy hồn cũng được. Cho tạm con này đi, không biết ném cho ai. Nhưng mà này đứng đứng ô 2 hơi tù, nó không gây được đam anh em ơi. Ngoài đứng ô số 2 không gây được đam, này phải ném cho con Daxi. Sao đấy? Điểm kỳ dị ghê ha. Bán này This is the source of all. À, Lino mà phát được. Hồi máu này. Daxi một yếu quá nhỉ. Không cân được. Không, nó không có đam sao. Thiếu đam. Mà lộng cũng không nhảy được nữa. Cần floor, cần nó hắc ám các thứ nhưng mà cần con rồng. Con rồng để cứu vãn trận đấu này chắc. Voi 16 con khá nhiều nhá. Cân nhắc nhá. Cân nhắc voi được con này giữ lại đi. Này là mình chơi bằng con này đi. Chơi bằng con lau ấy anh em ơi. Đã xin đúng rồi. Thôi thử ra đánh con la này. Đã xin đúng rồi đây. Bỏ nguyên mana mà đứng ở góc thì nó sẽ yên tâm hơn. Trách thương mà thôi, trách thương cũng không chạy được em. Thôi. Ôi trời ơi, một đường thẳng. Một hàng dọc tập hợp. Rồi cứu. Hồi máu. Má lốc nhảy. Vẫn Daxi đang gánh nó. Một nhảy. Daxi còn đánh thương một phát. Không được. Thương 5. Đang chờ rồng, chờ nắp em. Sẽ cần hai con này phải cần đồ này. Con này cần đồ đấy. Mà lốc nhót luôn. Voi 17 con anh em ơi, trận này đánh voi chuyển sang bán thần được anh em ơi. Trận đánh bán thần ngon nhé. Mình sẽ không đánh Alice trợ thủ đâu. Daxi ulti đẹp này. Hồi máu tốt, lau ulti được. Tu lên chết thêm một bạn nữa. Một bạn là một bạn voi. Cố gắng lau giết đốt con floor này cho anh. Ok, hai con luôn là càng tốt, ngắt chuỗi à. Thôi cũng không ok lắm nhưng mà thôi cũng chấp nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy lại nguyên tố nhá. Cân nhắc lấy lại nguyên tố dần nhá. Zil 2 luôn hơi vội ta. Chắc phải mua lại một con Daxi nữa nhá. Để mua lại con Daxi này không cần đâu. Sẽ lấy một con floor này vào đây. Cái này đi. Và nó này không cần đâu. Xíu tu lên. Bán thần được không? Chờ ngọc đại lắm, chờ mừng ngọc đại nữa thôi xong. Ra ulti sớm à? Tớ cũng được, cho nó ulti sớm. Hay cho lau đi. Lau uy tín hơn, lau ba đồ đi. Còn Man Lock, Tiffany. Ra tu lên 2 này. Này quan trọng hơn. Chọn đi không cần nó Man Lock thì hên xui Man Lock vẫn dùng được. Đây này mình sẽ cái Man Lock ở đây nhá. Mình cho Man Lock một đồ này này, hay kết này. Chỉ là một cái này luôn. Man Lock hai đồ này luôn. Sẽ phải ra đứng đây. Thế là đây là ngon nhất này, tu lên đây là ngon nhất này. Thế này đây đi. Và anh sẽ chờ nhá. 15 con voi, trận này chơi voi được. Chơi voi được.
Để một con Laurel truy hồn cầm cái kia thôi. Tháng 1 nó ngắt chuỗi đi nhỉ. Ma lốc nhảy cho phát này. Mày à bừa. Mỗi tội con teo mình vẫn ăn đâu, con lau mình vẫn ăn choáng. Lau ulti thẳng, ok đẹp này. Darcy ulti một phát cuối này. Chết, ok, tôi tự vào thấy đã. Không đam mê gì được nhiều, con sao này đứng đây hơi kỳ. Con né te được đứng gần gần team một tí. Đại pháp sư này. Giờ một con Nakot này con gì. Chết với anh. Chết với anh. Sifra đây này, đứng đây này nhảy trước nhé. Này đứng đây đi. Chấp nhận Alice đứng không được búp mana nhưng mà ít nhất là nó đứng góc này để cho con này đứng góc này cho mấy con lau liếc nó ulti. Con này không cần đâu, nếu mà có thương thì mình giữ. Vẫn chưa chắc ăn gì đâu, mình cần Nakot này. Cần Nakot thì ăn rồng 8-10 anh em ơi. Chuyện này từ 4 vàng nhưng mình ra mỗi Sephira. Floor bên kia điên ấy. Mà lốc nhảy luôn này. Lau ulti đẹp này. Chấp nhận được, hai lau hơn 2 ulti. Có liềm, à có trợ thủ. Tu lên ulti. Hồi máu, có hồi máu, Darcy ulti. Một ulti nữa, ok, đánh thường chết này được không nhỉ? Trông nó cứ sấy sấy như mấy con dở vậy. Bụp, chết luôn. Hồi máu, trợ thủ. Đánh thường, tu lên ulti lần 2. Bụp. Mày làm được. Teo, teo không cần lắm ta. Hiểu nguyên tố nhé, mình hay quên mua nữa. Con này cần hai đồ này không nhỉ? Một ngọc đại là bao nhiêu? Ngọc đại là 60, 60, 9, 30, 90, 90, 220 gì này. Anh cho lau đi. Không cần lắm. Mà lúc hai đồ kia đã tí. Teo, floor. Thêm một floor cũng được, một con teo đi. Gần teo. Lên gì sớm quá. Sao cuối cùng cũng chả dùng. Chưa dùng thôi, sắp dùng. Bắt thường bắt tạ đi. Đấy mà lốc hai đồ này đã nhảy được mà. Cần thì nhiều đồ quá đó. Sẽ ra công ty sớm nào em ơi. Vội lắm. Lau ti đẹp này em, một phát độ đẹp. Một tưởng một phát này. Trợ thủ hồi máu. Ok, chả được cái gì, câu giờ thôi. Nó có sai lầm là lên con Jhin kia hơi sớm, hơi không cần thiết thôi. Còn lại thì không còn đi nối tiếp cả. Vào đây đi. Né góc nào không nhỉ? Để chả biết né quá này. 88 anh em ơi, cố gắng nào. Cố gắng một sống nữa một tí nữa thôi. Một tí nữa thôi, kiếm một con nắc, một con Illu gì đấy. Chơi game tan tành liền. Voi kiếm những con voi 2 nữa, chơi được liền. Mà lúc nhảy đẹp này, trận này bạn này bỏ máy ấy, bỏ game. Đỡ mất máu. Được cái trong đánh cờ này anh em AK chỉ thiệt cho anh em thôi chứ chả thiệt cho ai cả. Một bạn hai bạn nhá. Bây giờ mình muốn chơi thế nào nhỉ? Chơi thế nào nhỉ ta? Mình muốn con rồng nữa đi. Cái này đi. Có cầm này đi. Trộm tươi, I guess. Ui, bạn bán floor đi, biết thì bán floor đi. Giữ 4 hắc ám lại. Voi 2 rồi này. Nó đánh trợ thủ ngon hơn nhỉ?
Nó có hai sớm không? Không cần đâu, bình tĩnh. Bên kia mua lại sau, Edasi mua lại sau nhé. Lau ulti đẹp này. Ulen ulti thì một phát này. Để mua con Daxi ạ nhá anh em nhé. Không mình quên hay quên. Voi 2 kéo xuống một ô nữa. Lu con cát thêm ma tộc thêm mana hơn những sách thánh cho lau đi, không biết cho ai, cho tù len được, tù len tạo đấy, hay cho voi, cho voi đi. Voi ulti sớm. Này. Vãi cả nhà ấy, không có nắc hai con rồng. Thôi kệ, lên thôi anh em. Mình nghĩ là sống được nhưng mà mình có nên... Dạ cũng hơi lo ấy, trận này nếu mà thua thì mình đập được con nắc hai nhá. Tại kiểu thiếu một con nắc thôi mà anh em. Không phải cái gì quá nặng nề, muốn giữ lại. Ulti trận này mình lên muộn thế cơ à? Trận này mình lên kiếm được con nắc này muộn thế cơ à? May còn kiếm được một con, hai con ấy. Mình không kết quá sớm ấy. Ca không kích được phù thủy nhỉ. Cái này mình cảm giác nên cho con voi rồng sẽ có là 25 là cộng thêm 20 thêm sách thánh. Còn voi kia, voi hiện nó sắp ulti rồi. Riu này ulti đẹp này, nếu mà được bay xuống thương đáy thì kệ, đấy góc nào thì góc đấy thôi. Trận này mình cũng không quan trọng lắm, mình cũng không có thương con rồng, mình sẽ thổi lệch lạc. Cách thánh thì cần von cát nguyên tố cho vãng được này, cho con rồng thổi luôn thôi, không cần gần nắp từ này đồ đi, rồng thổi truy hồn vào đây này, ngon này, lau ulti này, cái này để Sephira vào góc này hơi phí. Nó không hồi máu cho ai ta. Daxi mua lại nhé. Ok, chiêu chiêu lên. Chiêu chiêu mà lên thôi. Xong rồi kiếm thêm con Ilu đập lên 2. Cho nó mấy đồ. Con Nakot mình nghĩ là cầm tạo sách thánh trong lúc mà con cát chưa có mặt. 40 mana không? Con này sẽ được búp thêm 35 mana này thành 8, 75 mana. 75 mana thì con Nakot vẫn chưa ulti được luôn. Con Nakot này cần thêm ngọc đại nữa, có thêm ngọc đại nữa thì ngon. Rồng thổi đẹp này. Rồng bên kia thổi cũng đẹp. Rồng bên kia thổi đẹp hơn. Riu ulti. Giết con rồng nào, voi ulti sớm này em. Trong gì em? Một nắc ba rồng anh em ơi, vẫn có khả năng lên được nắc hai rồng hai. À, bây giờ mình sống được ổn này rồi thì không quá quan trọng nữa. Sau mình lên luôn kiếm Ilu, đập Ilu lên 2. Ilu hai đồ này, cái đồ này cho voi. Vậy thôi. Thế là sống ổn. Khá ổn. Sách thánh thì cho Nakot. Ừ thế thì cho sách thánh này cho Nakot. Nhầm. Nakot 1. Ilu 2 hoặc lên Volcat 2 tùy, nhiều lựa chọn. Tại con Ilu có khi chỉ cần Ilu 1 cũng ok. Mình tin kia đánh gì? Một bạn đánh thú và hai hạt ám à? Toàn hạt ám này thường mình sẽ đập lên Ilu 2 ném cho đau anh em. Ilu 2 ném sẽ điên rồ hơn. Thường mình sẽ ném một con nguyên tố lên nhá, hoặc ném một con rồng tùy. Để xem trường hợp này. Một này kiếm một này, đẹp
Iraq này lên y ui lưu luôn anh em. Lưu này. Ilu Ngọc Đại nhá. Đồ này nhá. Nakoth hai đồ nhá. Sách Thánh nhá. Truy hồn cho Ilu nhá. Hay kết cho con rồng đi. Đồ này cho con rồng đi. Thủ này cho con voi đi. Và con này sẽ cạnh con Nakoth, còn đứng cạnh con rồng. Con voi lên trên. Đến đây. Ilu chỉ cần một thôi, này hay kết cho con Nakoth. Ok, Azenka này. Azenka lên pháp sư cũng được, bỏ con Ryu đi. Dòng thổi được, Nakoth ulti được, lau ulti thêm phát nữa. 10 điểm rồi anh em ơi. Để chờ đến xem đập cái này cho con Ilu hay đập cho con rồng hay đập cho con Nakoth hay đập cho con gì thôi. Chờ một chút. Có thể con Lily cũng ngon. Con này lấy. Ê, con này lấy từ gì đó. Các liệu thủ ấy, giám sát bảo mệnh các thứ vậy. Hay kết rồng đi. Có cầm đồ này. Forever young. Thế thì chờ đi. Ôi rồi rồi rồi. Thiếu gì nữa đâu anh em. Còn thiếu gì nữa đâu. Zeka giữ một thôi nhá. Này bỏ luôn này. Zeka vào đây thì chưa bỏ luôn này. Sao dư chưa cần bỏ luôn bộ. Bình tĩnh. Này bỏ luôn này. Rồng 2 Lily vào đây. Này bỏ luôn anh em. Ba này bỏ luôn. Thêm một con này. Bỏ thêm con này. Chờ đến con Volcat à đâu. Thêm một con Volcat nữa rồi. Lên Volcat 2 rồi anh em. Đủ cả rồi. Sao lại có 3 pháp sư nhỉ. Phải 3 pháp sư thật. Quên. Còn Lily. Nào có ulti vào phát nữa được này. Ôi không ulti được. Chiu 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 chiu. Đây phải có con cát anh em ơi. Cần thêm con cát để sống. Đập con cát 2 luôn. Cho nó sách thánh cho nó cái kia. Rồi cho voi. Ok. Tinh thần là vậy. Trên tinh thần là phải kiếm một con cát. Chính xác vào nó. Ok tạm thời bé này vào đây nhá. Bé này vào đây nhá, sách thánh nhá. Và cái bé này sẽ cầm sớm nhé. Và mình đập con cát lên 2. Lily. Cái bé Lily quên. Đủ bộ mà nhỉ? Ừ đấy, đủ bộ mà. Sao trận này nãy mình thiếu một con ấy. Lú ấy. Lú đó. Hai con mắt. Cuồng chiến. Đang hóa đi. Hút nó lại, đúng rồi, choáng đi bạn ạ. Mất hút. Mày gặp bản sao. Nhảy. Voi. Cắt lên 3 hơi khói mà lấy cho anh em đỡ phải lấy. Voi này. Thên, thên không? Thên... con đồ này à? Không thích lắm anh em ấy. Mình thích con kia hơn. Teo bắn chéo góc này đúng không? Teo sang bên góc này nhé. Cắt bên này, ui vừa vừa đẹp luôn anh em ơi. Con cắt ở đây mình nhảy luôn. Nhảy vào đầu nó luôn, đúng rồi anh em. Còn dính truy hồn nữa, nó chết rồi. Sống thì sao được. Hút nó lại, uống rồi, ok em còn này đứng yên. Phá một con này đi. Ủa bạn đi được không nhỉ. Ông hai bạn này trừ máu với nhau cũng được. Đúng rồi. Mấy con thêm kia cũng ngon. Mình sẽ chắc chắn là mất một vàng rồi. Ui, 7 đi lùa. Hay là nhận thời khó. Thời khó lắm anh em ơi, chẳng là lấy rồng cho anh em kia đỡ phải lên rồng 3.
Em kia lên hết rồi, chắc em nghĩ cũng chả còn cái gì mà chờ nữa. Chắc mình cướp được thên của các bạn ấy thôi. Na cót von cát đấy, con này mắc ping hết rồi. Các bạn này hơi von cát một này, hay là bạn này có hai con von cát nữa. Mandarin lấy von cát thôi anh em ơi, kiếm thêm von cát để cản bạn kia thôi, chứ mình cũng không đam mê gì. Na cót ba hơi khó, na cót ba nếu mất thêm con thẻ đằng sau thì suy nghĩ thêm được thẻ đằng sau không. Thăng sót tướng à? Chết giờ thêm thăng sót tướng mình thêm quái gì bây giờ? Từ nữa nhá, mình thêm nguyên tố nhỉ? Mình thêm nguyên tố ta? Nó có ba là đi về dị vãng này. Mình nghĩ mình thêm được nguyên tố anh em ấy, bình tĩnh nhé. À thêm một thêm đi. Một thêm này đứng cạnh con này. Thời là vậy. Nhưng mình nghĩ là thêm một tiếng nguyên tố nhỉ. Ấy 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 kìa. Lên ca này. Hình như là thêm một nguyên tố. Đợi chú nhá để mình suy nghĩ nhá. Thêm bổ được một phát rồi thôi cũng được. Thế là được không? Mày hả ma lốc? Mình nghĩ là thêm một nguyên tố mình sẽ bỏ bán thần đi, bỏ hai bán thần đi, à một bỏ một bán thần đi nhá, rồi bỏ một con Lily đi nhá, nhưng mà mất phù thủy à? À không, phù thủy có thể Azenka bù lại con này bây giờ có thêm một con Lumbua nguyên tố à? Nó cần nguyên tố nhỉ? Nhưng có nguyên tố cũng được nhưng mà hay là để thêm với cả để ly ly này ngon hơn nhỉ? Tại vì Lumbo 1 rồi. Thôi kệ. Giữ con cát lại nhá để cản các bạn ấy nhá. Giữ con cát lại cản các bạn ấy này. Omen 2 nếu mà được này. Lên được con thêm 2 nữa rồi. Nó đi. Hỏi gì chuyển tướng em. Lên con thêm 2. Đi hai không cần đâu. Một bộ. Bộ cũng gần đi. Nhảy. Bạn kia có phong cắt 2 chưa? Bạn đi cho vào chưa? Cho vào rồi mong thế thôi mình bỏ đi nhé. Không đam mê giữ lại. Kiếm tí tiền anh em này. Xử nốt anh cỏ ngáo đá này thôi sao? Con này thì chắc mình lên một con voi ba được nhỉ. Ôi, cái gì đây? Voi này. Men 2. Bán nốt này đi mua một men 2 thôi. Con cắt thêm thổi rồng thổi giữa. Thổi giữa Illu thổi đây, rồng truy hồn thổi đây, rồng đây rồi, ok rồi. Thêm ở đây. Thêm ở đây à? Thêm ở đây cũng được, bổ khá khóc khá đẹp. Bóng cát, dưới thêm đứng đây ngon hơn này. Thôi bóng cát đứng đây. Xong bỏ này đây, con Omen 2 nữa thôi xong. Hết ping anh em ơi, hay mắc cỡ rồi. Mắc cỡ. Xí hổ quá hả? Mắc ping rồi. Mà có ulti vừa phát được này. Hồi sinh lại nó ulti. Vậy thôi anh em ơi, bên mình đến đây chắc là mắc binh rồi. Chả còn gì mà nuối tiếc nữa. Đấy, cũng chuẩn chỉnh rồi. Kia cũng căng ấy, trợ thủ nhưng mà trợ thủ gặp bán thần thì cũng không ăn thua. Mình đến kết thúc rồi, em thích clip trên thì hãy cứ like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong chắc là trong các clip lần lần sau nhé anh em. Vậy thôi anh em, bye bye anh em, bye bye anh em ạ. À.